Thưa quý vị, việc làm online hiện nay rất đa dạng, nhưng ở đây chúng tôi muốn đề cập đến những công việc có thể khiến cho nhiều người hoài nghi về sự tin cậy của nó. Nhất là khi việc kiếm tiền trở nên quá đỗi đơn giản. Một trong số đó là việc tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo. Tức là sau khi nhận lời dụ dỗ của các đối tượng, cộng tác viên sẽ được cấp mã đăng nhập vào các app, đường link mang tên nhiều sàn thương mại điện tử lớn. Hằng ngày thì bạn sẽ phải chuyển tiền để chốt đơn, giả vờ mua hàng để tăng lượt tương tác và uy tín cho các gian hàng. Gọi là giả vờ vì bạn không phải mua gì cả, số tiền ứng trước ấy sẽ được hoàn trả cùng với hoa hồng từ 10 cho đến 30% giá trị đơn hàng. Đơn hàng càng lớn, đương nhiên, hoa hồng được hứa hẹn trả về sẽ càng nhiều. Một công việc hết sức đơn giản, dễ thu lại lợi nhuận mà không tốn nhiều công sức phải không quý vị? Lại còn phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề nữa. Chừng ấy ưu điểm thôi đã đánh rất trúng và đúng vào tâm lý của những người cần việc. Đây không phải lừa, đây chính là lừa đảo rồi, không phải, lỗ rồi, không. Đây, cái đoạn này là bế tắc của thật sự rồi chị ạ. Xong rồi lúc đoạn hội thoại được tái hiện đúng những gì đã diễn ra cách đây vài ngày trước. Hai chị em ngày nào cũng cãi vã vì cô bé sinh viên năm nhất vay nợ người thân 10 triệu đồng để làm cộng tác viên chốt đơn ảo. Bạn em kiếm trên Facebook xong rồi nó giới thiệu cho em. Thế lúc ban đầu em nghe công việc này thì em thấy như thế nào? Em thấy tiện lợi, tại vì mình không mất thời gian đi lại, xong mình vẫn kiếm được tiền nhà. Bản thân em mới là sinh viên năm nhất thì em cần tiền để làm gì? Mình biết mua gì thì mình mua, không phải xin tiền bố mẹ. Xuất phát từ nhu cầu chính đáng, nhiều bạn trẻ cứ thế trở thành nạn nhân của những lời dụ dỗ ngon ngọt. Em sinh viên năm cuối mà chị, kiểu cũng khao khát đi làm để mình có thêm kinh nghiệm này, mình có thêm thu nhập này, đỡ đần bố mẹ này. Và gọi là không làm bố mẹ phải lo nữa. Thì em lại chót dại, mình tin vào cái này, thế là bị lừa luôn. Bị lừa là bởi sau khi chuyển khoản cho người lạ hơn 50 triệu đồng, em đã bị cắt đứt mọi liên lạc. Những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm vào đối tượng là những học sinh sinh viên nhẹ dạ cả tin, mà cả những người đã đi làm mong muốn cải thiện thu nhập. Em cũng còn nuôi mấy bạn nhỏ nữa ấy, thì em chỉ nghĩ đơn giản là mình chăm chỉ hơn một chút, mình làm nhiều hơn một chút thì là sẽ có thêm thu nhập cho mình thôi. Người như em không ít khi bị lừa lắm. Thế mà em, nếu mà em mà bị lừa thì em nghĩ là chắc là nhiều người bị lừa. Đúng là đã có rất đông người bị lừa. Trên nhiều diễn đàn, vô số nạn nhân đã kêu cứu. Theo dữ liệu của cơ quan điều tra, nạn nhân của các vụ lừa đảo kiểu này rất đa dạng. Không chỉ lừa được những bạn trẻ mà những người lớn tuổi đang có công ăn việc làm ổn định cũng rơi vào bẫy này. Ít thì cũng phải vài triệu, nhiều thì đến cả vài trăm triệu đồng. Cả quá trình lừa đảo rất trơn tru và chuyên nghiệp. Và thay vì gọi những người tham gia là cộng tác viên, những kẻ lừa đảo lại gọi họ là những khách hàng. Những hình ảnh mà quý vị đang thấy trên màn hình là nội dung những tin nhắn lưu hành nội bộ của đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên chốt đơn ảo. Rất nhiều bài học tâm lý được vạch ra cụ thể như là phải thăm dò để biết khách có tiềm năng hay không. Không được vội vàng mà phải phá vỡ được rào cản của hai người xa lạ. Khi chưa tạo được niềm tin thì đừng mong lấy được tiền trong túi của họ. Phải để khách hàng có suy nghĩ rằng càng làm nhiều sẽ càng lãi nhiều. Và sau khi khách hàng hoàn thành đến đơn thứ 3, chúng ta thực hiện đơn giết. Vâng, đơn giết ở đây hiểu một cách đơn giản thôi ạ. Là sau khi mà bạn chuyển khoản số tiền mà đối tượng mong muốn, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ khoản thù lao nào cả, cả gốc, lẫn lãi. Chừng ấy những mánh khóe đã chiếm lòng tin của người tham gia. Nghe cũng đủ thấy phức tạp rồi, nhưng thực ra đó mới chỉ là những bài học vỡ lòng mà thôi. Để thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn, những người tham gia vào đường dây này còn được soạn sẵn những câu trả lời rất bài bản, trơn tru, thuyết phục để đánh lừa khách hàng. Mình có phải bỏ vốn không? Phải có số vốn nhất định, nhưng vì không cần cọc, không bị giam vốn chết nên không cần có số vốn cụ thể. Đừng tin, vì họ đang cố câu kéo càng nhiều người tham gia càng tốt. Bởi sau khi cắn câu, bạn sẽ phải tìm mọi cách vay mượn tiền để tiếp tục lao vào bẫy. Tiền chốt đơn có nhiều không? Yên tâm, số tiền thanh toán sản phẩm là ngẫu nhiên để tạo sự công bằng cho mọi người tham gia. Đây là lời nói dối, không có gì là ngẫu nhiên. Vì đơn đầu bao giờ cũng ít tiền, rồi sau đó sẽ tăng dần và tăng cao để chúng ôm tiền tẩu thoát. Lấy gì đảm bảo khi thanh toán xong, tiền sẽ được hoàn trả lại? Công ty phát triển và tồn tại là nhờ sự tin tưởng của khách hàng. Nếu không tin tưởng thì bạn có quyền không tham gia. Đúng là họ không ép, vì họ cần sự tự nguyện. Nhưng sau đó, họ sẽ bồi thêm cho bạn những thông tin rất hoành tráng về doanh nghiệp. Chúng tôi có mặt ở 3 vùng châu lục và lãnh thổ tại hơn 60 quốc gia. Hoạt động của chúng tôi là chiếc cầu nối tin cậy
đảm bảo cho người tham gia vào mua bán, quảng bá thương hiệu. Làm sao tôi biết các anh chị có phải là doanh nghiệp thật hay không? Chúng tôi là những nhân viên chăm sóc khách hàng chính thức của công ty. Tôi cũng có thể chứng minh bằng những tài liệu hoặc thẻ nhân viên. Họ sẽ có, bởi rất nhiều tài liệu giả đã được chuẩn bị sẵn để bạn tin. Tôi muốn gọi video để xem có đúng doanh nghiệp thật không? Rất xin lỗi vì quy định chặt chẽ của công ty, vì liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng, nên chúng tôi không thể sử dụng điện thoại cá nhân và quay video. Nhớ kẻ xấu lợi dụng những thông tin đó để thực hiện hành vi sai trái pháp luật thì hậu quả sẽ thế nào? Ai có thể gánh được trách nhiệm? Không ai muốn chịu trách nhiệm lớn như vậy. Và thế là họ đã có được lý do hoàn hảo để che đậy thân phận thật của mình. Tại sao tôi phải thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng? Vì bạn là cộng tác viên mua hàng ảo nên không cần nhận hàng. Do vậy, hình thức chuyển khoản này có thể xác thực nhận dạng bạn là cộng tác viên bằng cách ghi chú mã ở nội dung chuyển tiền. Nếu tin, bạn đã vào bẫy. Bởi thông qua những tài khoản không chính danh, họ có thể đánh cắp tiền của bạn mà không để lại dấu vết. Tôi cần bao nhiêu sản phẩm một ngày và giá trị sản phẩm là bao nhiêu tiền? Sản phẩm bạn nhận không có giới hạn, còn giá trị bao nhiêu tiền thì do ngẫu nhiên. Chúng tôi cũng không biết được trước để đảm bảo sự công bằng cho cộng tác viên. Họ sẽ lừa bạn đến khi nào bạn hết sạch tiền thì thôi, và không có cái gì gọi là công bằng trong trò lừa đảo này cả. Nếu vẫn tin vào những lời đường mật dối trá ấy, bạn hãy nghe một người đã từng tham gia vào đường dây lừa đảo kiểu này kể về công việc của họ. Quy trình là cứ tưởng người lừa họ là đây chỉ là một công việc duyệt đơn hàng và lợi nhuận hoa hồng thì cũng ở trong một cái mức độ tương đối ổn, không quá ảo. Ảo quá thì người ta lại không tin. Phương thức đơn giản nhất là đánh vào những người tìm kiếm việc làm, người ta đang cần việc, thì là lừa người ta bằng cách là đây công việc này, vốn đầu tôi cấp cho bạn 50.000, bạn ngồi bạn làm, bạn duyệt đơn. Thì 3 đơn đầu tôi sẽ ném cho bạn những cái đơn mà vừa với lại cái số tiền 50.000 để đổ lại có thể cho bạn làm được. Đến đơn thứ 4 ép người ta nạp tiền, hoặc đơn thứ 5 ép người ta nạp tiền. Thử thách cuối cùng là 10 đơn. 10 đơn này người ta hay gọi 10 đơn giết. Tăng được đến khi nào mà không tăng được nữa thì thôi. Mà khách cũng không còn tiền nữa thì thôi. Vâng, thôi ở đây, tức là người tuyển dụng sẽ chặn mọi liên lạc với bạn và số tiền đã chuyển khoản đương nhiên là mất trắng. Với những chiêu thức đánh vào tâm lý người đối diện cùng với những luận điệu bài bản như vậy, thì đúng thật là người tham gia sẽ khó lòng mà tỉnh táo được. Chưa kể những kẻ lừa đảo còn mạo danh hàng loạt những doanh nghiệp lớn để đánh lừa các nạn nhân. Lợi dụng thương hiệu của những sàn thương mại điện tử lớn, những kẻ lừa đảo đã thiết kế giao diện của các ứng dụng giả giống y như thật. Để tăng thêm tin tưởng, người tham gia tuyển dụng còn được gửi kèm nhiều thông tin khác như thẻ nhân viên hay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo các đơn vị, đây hoàn toàn là những thông tin giả mạo. Các tin nhắn tuyển dụng được gửi đến qua điện thoại cũng giống như là các quảng cáo tìm kiếm cộng tác viên làm tăng đơn hàng cho Shopee, thì chúng tôi xin khẳng định đây không phải là những thông tin tuyển dụng chính thức từ phía Shopee. Lazada sẽ không bao giờ hỏi khách hàng những cái thông tin cá nhân của họ thông qua những cái kênh như là tin nhắn hoặc là Zalo hoặc là Viber hoặc là Facebook Messenger. Không bao giờ yêu cầu nhân viên phải ứng tiền trước hoặc nạp tiền vào tài khoản để mà thực hiện giao dịch. Các đơn vị lớn thường có website, điện thoại, địa chỉ rõ ràng để mọi người dễ dàng kiểm chứng. Chưa kể, nếu tinh ý, người dùng có thể phát hiện các app giả mạo thường sẽ có thêm những chữ cái hay con số khác lạ kèm theo tên của những doanh nghiệp chính danh. Thực tế, các thủ đoạn lừa đảo kiểu này không mới. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Rõ ràng những chiêu thức lừa đảo cũ nhưng vẫn có thêm rất nhiều nạn nhân mới. Tâm lý phải chơi đến cùng thì mới lấy được cả gốc lẫn lãi, khiến nhiều người cứ thế dấn sâu vào những chiêu trò dụ dỗ của những kẻ lừa đảo. Sau cùng, những bài học cũng đã đến, chỉ là bạn nhận ra chúng sớm hay là muộn và đã phải chịu thiệt hại như thế nào mà thôi. Muốn lấy lại được số tiền đã mất là tâm lý chung của nhiều người sau khi biết mình trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Mong mỏi ấy lại vô tình trở thành miếng mồi tiếp theo của những kẻ trục lợi. Mà nếu tin theo, bạn chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân lần hai. Tài khoản là tài khoản thật, nhưng mà cái người đối tượng thụ hưởng không phải chủ tài khoản. Cái mấu chốt là như thế. Người dân khi đã chuyển tiền vào ngân hàng mà muốn lấy lại tiền của mình thì nó cũng qua rất nhiều các thủ tục khác nhau, hoặc có phải thông qua các chức năng, trong đó có cơ quan công an, không phải tự nhiên một cá nhân ai đó có thể giúp mình lấy lại tiền được. Đấy là những cái một kỹ năng mình phải hiểu được câu chuyện như thế. Số tài khoản ngân hàng là thật, nhưng những kẻ lừa đảo có thể không phải chủ nhân của số tài khoản này. Thậm chí những thông tin khác mà người tham gia được cung cấp
như chứng minh thư hay hình ảnh nhận dạng kiểu này, thực chất lại là một nạn nhân khác của những kẻ lừa đảo thông qua đường dây mua bán thông tin cá nhân. Đầu tiên, ngắt ngay kết nối vấn đề tài sản đối với đối tượng. Thứ hai là các vấn đề thông tin thì cố gắng là giữ đầy đủ các thông tin giao dịch của đối tượng, khẩn trương trình báo với cả cơ quan công an nơi thực hiện việc chuyển tiền, phục vụ công tác điều tra truy xét, phát hiện sớm và trình báo sớm để phối hợp với các ngân hàng để phong tỏa, có thể ngăn chặn được cái việc mà đối tượng là thực hiện việc chuyển tiền rút tiền, thì có thể là góp phần là thu hồi một phần cái thiệt hại tài sản mà người bị hại đã chuyển cho đối tượng. Từ việc tìm cộng tác viên chốt đơn ảo, những kẻ lừa đảo đã phát triển thành rất nhiều chiêu thức săn mồi khác như tương tác dạo trên TikTok, đầu tư chứng khoán ảo trên app hay tham gia vào các sòng bạc online. Sau cùng, những kẻ lừa đảo ôm theo một khoản tiền to, còn nạn nhân thì tự phải rút ra cho mình những bài học lớn. Bài học lớn nhất là không được tin người quá đáng, không được tin người quá mức. Với cả kiếm tiền thì phải bằng mồ hôi sương nước mắt chứ không thể nào mà kiếm dễ như thế được. Khi mà mình bị lừa rồi thì mình mới tìm hiểu, còn trước khi mà mình làm thì mình lại không tìm hiểu, không dám bảo với gia đình mà tự cứ loay hoay ấy. Chính vì không dám bảo với gia đình, không dám bảo với chồng nên người ta cứ lạp vào để mình lấy tiền ra, nhưng mà càng lạp vào thì lại càng không lấy được tiền ra. Tỉnh táo trước những miếng mồi ngon mới là cách duy nhất để không bị rơi vào bẫy. Nếu còn băn khoăn trước một lời mời gọi mùi mẫn nào đó để mà phải đặt câu hỏi thế này thì chắc chắn bạn đã tự có câu trả lời, còn nếu vẫn chưa thì may mắn sẽ có ai đó nhắc cho bạn nhớ. Thời buổi lừa đảo bao quanh, bà con cảnh giác cho lành tấm thân.